Kính thưa quý vị, Toyota nâng mức dự báo lợi nhuận toàn năm. Công ty sản xuất xe hơi Toyota vừa gia tăng dự báo lợi nhuận hàng năm thêm 10% lên đến 9.3 tỷ Mỹ kim do doanh số bán hàng mạnh mẽ của chiếc xe Camry và các loại xe khác trong thị trường Hoa Kỳ cũng như do giá trị của đồng yen suy giảm. Công ty sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới vừa công bố lợi nhuận sau thuế là 99.9 tỷ yen cho 3 tháng cuối của năm 2012, tức một gia tăng 23.5% so với một năm trước đây, là khi mà công ty này đã gặp nhiều khó khăn sau khi thiên tai đã làm gián đoạn dây chuyền cung ứng của mình. Giám đốc quản lý của Toyota, ông Takahiko Ichiji cho biết, sự hợp tác giữa các nhà cung cấp và công ty Toyota để hạn chế các chi phí sản xuất, cùng với doanh số bán hàng mạnh mẽ trong các thị trường nước ngoài và sự suy giảm giá trị của đồng yen là các yếu tố đã giúp gia tăng kết quả thu nhập của Toyota. Lợi nhuận cho quý thứ ba của Toyota thấp hơn ước tính trung bình 143.7 tỷ yen mà các nhà phân tích của Thomson Reuters đưa ra. Trong số ba nhà sản xuất xe hơi lớn của Nhật Bản là Toyota, Nissan và Honda, thì các nhà phân tích cho rằng Toyota có nhiều khả năng được hưởng lợi từ một đồng yen suy yếu vì công ty này có tỷ lệ sản xuất ở Nhật Bản cao nhất, hơn một nửa sản lượng này được xuất khẩu. Ông Ichiji cho biết, kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền, đã có những dấu hiệu phục hồi kinh tế như sự gia tăng giá trị của ngoại tệ và của thị trường chứng khoán. Nhờ vậy mà đã giúp để đưa số lượng khách hàng trong nước đến các đại lý của Toyota kể từ đầu năm nay. Đồng yen giao dịch ở mức khoảng 92 yen cho một Mỹ kim so với 78 yen vào đầu tháng 10. Đồng yen càng yếu thì các nhà xuất khẩu càng được nhiều tiền khi họ chuyển đổi lợi nhuận ở nước ngoài quay trở lại đồng yen. Trong năm 2013, Toyota hy vọng sẽ bán được 8.9 triệu xe trên toàn cầu. Tổng cộng chung với hai công ty chi nhánh, trong đó bao gồm Daihatsu và Hino, tập đoàn Toyota dự báo sẽ bán được 9.91 triệu chiếc xe. Năm ngoái, công ty 75 tuổi này đã bán được mức kỷ lục 8.72 triệu xe trên thế giới. Doanh số bán hàng của cả tập đoàn cũng đã đạt được mức cao kỷ lục 9.75 triệu xe, đánh bại GM, giành lại danh hiệu nhà sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới. Cổ phiếu của Toyota đã tăng gần 50% kể từ giữa tháng 11, nhờ hy vọng đồng yen suy yếu sẽ thúc đẩy lợi nhuận của công ty.